Chào mừng các em học sinh quay trở lại với channel Thành Đô Vlog. Thì trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 3. Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 3 trang 39, bài tìm số chia. Thì trước khi giải bài tập của bài này, các em cần phải nắm bắt được một số kiến thức cơ bản như sau. Đầu tiên, chúng ta có một nhỏ là có phép chia. Chúng ta có phép chia 8 chia cho 2. 8 chia cho 2, các em nhẩm 8 chia cho 2 bằng 4. Thì trong phép chia này, 8 chính là số bị chia. Chia cho 2 thì 2 là số chia. Và kết quả của phép chia bằng 4, người ta gọi 4 là thương. 8 là số bị chia, 2 là số chia và 4 là thương. Ở đây, các em thấy là 2 thì bằng 8 chia cho 4. 2 bằng 8 chia cho 4. 2 bằng 8 chia cho 4. 2 là số chia bằng 8. 8 là số bị chia. Chia cho 4, 4 là thương. Như vậy, các em có nhận xét là số chia bằng số bị chia chia cho thương. Từ bây giờ trở đi, muốn tìm số chia thì các em lấy số bị chia chia cho thương. Ở đây chúng ta cũng có 8 thì bằng 4 nhân với 2. 8 bằng 4 nhân 2. 8 là số bị chia. 4 là thương. Và 2 là số chia. Như vậy, muốn tìm số bị chia thì các em lấy thương nhân với số chia. Đây các em có thể coi như là hai công thức mà các em cần phải nhớ và học thuộc. Nó rất quan trọng với các em trong suốt chương trình toán cấp 1. Và cụ thể là nó rất quan trọng, các em có thể áp dụng nó để sử dụng trong các bài toán liên quan đến tìm x. Tiếp theo là chúng ta sang phần 2 nhỏ tìm số chia x chưa biết. Ví dụ là các em tìm x, biết 36 chia cho x bằng 9, như vậy x bằng bao nhiêu? Đầu tiên các em phải xác định được x nó đóng vai trò như thế nào trong phép tính này. Trong phép tính này, 36 chia cho x bằng 9 thì 36 là số bị chia, x là số chia và 9 là thương. Tìm x tức là các em tìm số chia. Thì như đã nói ở phần trước, muốn tìm số chia, các em lấy số bị chia chia cho thương, tức là x là số chia sẽ bằng số bị chia là 36, chia cho thương tức là chia cho 9. 36 chia cho 9 thì bằng 4. Như vậy các em tìm được x bằng 4. Bây giờ các em thử vào phép tính là 36 chia x thì 36 chia 4. 36 chia 4 bằng 9. Như vậy là đúng. Như vậy ở đây các em rút ra một kết luận là gì? Trong phép chia hết, muốn tìm số chia thì ta lấy số bị chia chia cho thương. Bây giờ mời các em sang phần bài tập. Đầu tiên các em làm bài tập số 1 tính nhẩm. Phép tính thứ nhất là 35 chia cho 5 bằng bao nhiêu? Các em nhẩm là 5 nhân mấy bằng 35? 5 nhân 7 bằng 35. Như vậy 35 chia cho 5 thì bằng 7. Và 35 chia cho 7 thì bằng 5. Ở đây chúng ta có 5 nhân 7 bằng 35. Như vậy nếu lấy tích mà chia cho một trong hai thừa số thì các em sẽ được kết quả là thừa số còn lại. 5 nhân 7 bằng 35. Như vậy 35 chia 5 bằng 7. Còn 35 chia cho 7 thì bằng 5. 28 chia cho 7 bằng bao nhiêu? 7 nhân 4 bằng 28. Như vậy 28 chia 7 bằng 4. Còn 28 chia 4 thì bằng 7. 24 chia cho 6 bằng bao nhiêu? Các em biết là 6 nhân 4 bằng 24. Như vậy 24 chia 6 thì bằng 4. Mà 24 chia 4 thì bằng 6. 21 chia 3 thì bằng, chúng ta có 3 nhân 7 bằng 21. Như vậy 21 chia 3 bằng 7. Còn 21 chia 7 thì bằng 3. Tiếp theo mời các em sang bài tập số 2 tìm x. A nhỏ 12 chia cho x bằng 2. Trong phép chia lại 12 là số bị chia, x là số chia và 2 là thương. Muốn tìm x tức là tìm số chia, các em lấy số bị chia chia cho thương, tức là lấy 12 chia cho 2. Các em biết là 2 nhân mấy bằng 12, 2 nhân 6 bằng 12, như vậy 12 chia cho 2 bằng 6, x bằng 6. Tiếp theo các em sang câu B,
42 chia cho x bằng 6, như vậy x bằng bao nhiêu? X là số chia, như vậy x sẽ bằng số bị chia cho thương, tức là các em lấy 42 chia cho 6. 42 chia cho 6, các em biết là 6 nhân 7 bằng 42. Như vậy 42 chia cho 6 bằng 7, x bằng 7. C nhỏ, 27 chia cho x bằng 3, x bằng bao nhiêu? X bằng, x là số chia cho nên x sẽ bằng số bị chia cho thương, tức là lấy 27 chia 3 và 27 chia 3, các em biết là 3 nhân 9 bằng 27. Như vậy 27 chia cho 3 thì bằng 9, x bằng 9. D nhỏ, 36 chia cho x bằng 4. Tương tự như trên, các em có x bằng 36 chia 4. 4 nhân mấy bằng 36? 4 nhân 9 bằng 36. Như vậy 36 chia 4 bằng 9, x bằng 9. E nhỏ, x chia cho 5 bằng 4. Ở đây trong câu E thì nó khác với các câu trên. X không phải là số chia nữa mà bây giờ là x là số bị chia. Thì như vậy muốn tìm số bị chia, các em lấy thương nhân với số chia. 4 là thương và số chia là 5. Như vậy x bằng 4 nhân 5. 4 nhân 5 bằng 20, x bằng 20. Sang câu G là x nhân 7 bằng 70. X ở đây không phải là số chia và cũng không phải là số bị chia, mà x ở đây là một thừa số. Thừa số này là thừa số chưa biết của một tích. Thì muốn tìm thừa số chưa biết của một tích, các em lấy tích chia cho thừa số đã biết. Tích ở đây là 70, chia cho thừa số đã biết ở đây là 7. Như vậy x bằng 70 chia cho 7. Các em nhẩm là 7 nhân 10 bằng 70. Như vậy là 70 chia 7 bằng 10. Do đó x bằng 10. Tiếp theo mời các em sang bài tập số 3. Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được A nhỏ là thương lớn nhất, B nhỏ là thương bé nhất, thì các em sẽ giải bài toán này như thế nào? Thì như vậy các em biết là 7 chỉ chia hết cho 1 và chia hết cho chính nó. Như vậy các em có phép chia hết là 7 chia 7 bằng 1 và 7 chia 1 thì bằng 7. Như vậy các em khẳng định là đầu tiên là câu A, ta có 7 chia 1 bằng 7. Do đó trong phép chia hết, 7 chia cho 1 để được thương lớn nhất. B nhỏ, ta có 7 chia 7 bằng 1. Do đó trong phép chia hết thì 7 chia cho 7 để được thương bé nhất. Cụ thể đây bé nhất là 1. Ở đây thầy giáo nhắc lại, 7 chỉ chia hết cho 1 và chia hết cho chính nó. 7 chia 1 bằng 7, 7 chia 7 bằng 1, thì giữa 7 và 1 thì 7 là lớn nhất và 1 là bé nhất. Cho nên để có thương lớn nhất thì các em sẽ lấy 7 chia 1, và để có thương bé nhất thì các em sẽ lấy 7 chia cho chính nó, tức là 7 chia 7 bằng 1. Thì bài tập số 3 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ channel Thành Đô Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.